À, chủ nhận đi chú. Rồi rồi, có cơm chưa? Đúng rồi, ok, đủ rồi. Rồi rồi rồi, chú nhận đi chú. Đi vòng đằng sau cô. Trời ơi, đi sao mà không chịu xếp hàng gì đây. Các cô ba anh chị, ngày hôm nay thì có một sư thầy cũng đi nhận cơm. Và sư thầy ngày hôm qua thì có chứng kiến cái vụ mất trộm dây chuyền. Sư thầy nói là do cái cô mà lấy cơm thì cô đeo cái lắc vàng, cô chen ngang. Khi cô chen ngang sau đó thì có một người ở từ phía đằng sau, một người phụ nữ mập mạp bán vé số mới xô, giống như là họ xô dồn người để tạo ra một cái sự lộn xộn để cho nhiều người bị té ngã. Sau đó rồi cô ta mới nhanh tay và giật cái lắc của cái người phụ nữ này. Thì cũng một phần lỗi là do người phụ nữ này họ đã chen ngang không chịu xếp hàng. Cái thứ hai là có một số những kẻ xấu họ lợi dụng cái thời cơ đó. Và trong trường hợp này là một cô vé số đã lợi dụng cái thời cơ đó để mà giật trộm cái lắc vàng. Tuấn Dương cùng chú Tư và anh Khôi cũng nói với sư thầy bảo nếu mà sư thầy còn nhìn thấy cô ấy, thì hãy nói cho nhóm biết để nhận diện, để đề phòng các bạn ạ. Bây giờ Tuấn Dương đang chuẩn bị những cái phần bánh tráng trộn để phát ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thì cái món quà này của anh Jimmy Nguyễn và chị Kim ở Mỹ gửi tặng. Anh chị gửi cái số tiền 7 triệu thì 5 triệu là dùng để nấu cơm và 2 triệu để phát bánh tráng trộn. Chuẩn bị những cái phần bánh tráng trộn này rất là công phu. Đây mặc dù là món ăn chơi nhưng mà rất nhiều chất dinh dưỡng, bổ dưỡng các bạn. Gồm có trứng cút, tới 4 trái thịt bò khô, mực khô, ruốc, bánh tráng, xoài, các loại gia vị và nguyên liệu. Đảm bảo ăn là sẽ ghiền nha các bạn. Nhiều người nói rằng là cái món này là không có cái chất dinh dưỡng gì, nhưng mà thưa không phải. Cái chất dinh dưỡng của cái món bánh tráng trộn này thì tương đương một tô phở. Và thực sự ra là nhiều người mà nằm bệnh hoặc nuôi bệnh là họ không dám bỏ tiền ra để họ ăn. Nếu mà chúng ta cho tiền họ thì họ sẽ để dành để họ chữa bệnh, chứ họ không dám ăn. Nên là những cái món này thì để giúp họ chăm sóc sức khỏe. Ví dụ như là trong khi mà ngồi
trông chờ để chăm sóc bệnh nhân, thì hoặc là bệnh nhân hoặc là người bệnh họ ăn cái phần bánh tráng trộn này để cho nó đỡ ngán, có sức khỏe, chống chọi lại với bệnh tật các bạn ạ. Những người bệnh và người nuôi bệnh nói chung họ tiết kiệm từng đồng xu các bạc, họ không dám ăn, thắt lưng buộc bụng để rồi bệnh tật lại tiếp tục hoành hành. Thì cái phần chăm sóc sức khỏe này sẽ có rất có ý nghĩa đối với bản thân và gia đình những cái người nuôi bệnh khó khăn, đặc biệt là họ ở tỉnh xa. Ê, cô bác ơi, chuẩn bị đến giờ phát cơm mà trời mưa quá. Rất là buồn khi mà bỗng dưng chuẩn bị phát cơm thì trời lại mưa. Bây giờ Tuấn Dương thôi, kể cả mà trời có mưa thì cũng mặc áo mưa để đi thôi cô bác ơi. Rất là cực, không ai muốn mưa gió như thế này. Mưa mỗi lúc một lớn, hôm nay cái cơn mưa rất lớn luôn. Mưa tối mù trời luôn nha các bạn. Đó các bạn thấy. Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Con ở với chú bán khoai, cơm ăn thì ít, khoai ăn thì nhiều. Nghêu ngao một xíu để chuẩn bị mặc áo mưa để đi nhé các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ mênh mông biển nước rồi. Giờ mình đã tới bếp cơm của cô Tư để chuẩn bị phát cơm. Dạ, cô Tư làm là 355 phần nữa. Dạ rồi. Chị, ngày hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2020. Nay thì những cái phần thức ăn này do anh Jimmy Nguyễn và chị Kim ở Mỹ gửi số tiền 5 triệu. Và 2 triệu thì gửi riêng để phát 100 phần bánh tráng trộn. Số tiền này thì do người nhà ở Củ Chi, từ Củ Chi lên quận 10 gặp Tuấn Dương gửi cho Tuấn Dương. Ngoài ra thì có cô Hồng gửi 7 triệu để hồi hướng công đức cho gia đình cô Hương. Và cô Vân gửi 3 triệu. Tổng cộng hôm nay thì cô Tư nấu 355 phần thức ăn để phát cho bà con ở bệnh viện Chợ Rẫy. Bây giờ thì trời hôm nay mưa rất lớn luôn. Không biết bà con nhận cơm ra sao, nhưng mà đồ ăn thức uống thì đã chuẩn bị gần như là xong hết rồi. Dạ. Rồi xong chưa anh? Dạ dạ. Anh pha điện. Dạ dạ rồi cô phát. Ai ai ra đây phát nước suối với cơm? Ai phát nước suối với cơm này? Rồi chú nhận đi chú. Dạ chú nhận đi. Rồi nhận đi em. Quá trời mưa luôn. À, nhận đi các cô. À, đủ rồi anh ơi. Dạ dạ nhận đi anh. Rồi rồi bà nhận đi bà. Rồi cô bác cứ đi sau đứng cuối hàng nhận cơm đi ạ. Rồi chị chờ xíu là nhận được, làm sao mà quá trời đông. Nay làm sao mà đông. Dạ. Rồi mời cô bác nhận cơm nhá. À. Đứng vô hàng đi chị ơi. Áo vàng đi, theo vô lẹ lên. Lẹ. Rồi. Cái áo vàng nó chua nha, không bác. Vô đi cô ơi. Vô vàng vô lẹ lên. Cái người chưa có áo vàng ấy quay đứng đi. Không theo áo vàng mới lẹ lên. Vô cô. Rồi lè lên cô ơi, đứng cuối hàng, đứng cuối hàng. Rồi nhanh chân cô bác ơi,
nhanh ông, trời mưa lớn giờ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cô nhận đây lần nào chưa? 7 lần rồi. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ được rồi, ok. Nay phát hơn 350 phần nên là dư sức. Cô chú cứ ra xếp hàng là có cơm. Ở sau mang thêm mũ nón hay là áo mưa đi. Dạ. Dạ. À, nhanh chân cô bác ơi. Rồi ra đứng cuối hàng chú ơi. Rồi chào các cô chú. Rồi đứng cuối hàng chú ơi. Rồi về cuối hàng đứng, mình đứng né về bên này dùm em này. Đứng đứng dồn sang rồi. Rồi nhanh chân cô bác ơi. Mưa rồi. Rồi nhanh chân cô bác ơi, trời mưa rồi. Cơm này chị, có chưa? Có rồi thôi, rồi. Mà chú ơi đi ra đằng sau. Này mưa quá nên không có phát phiếu. Wow. Rồi nhanh chân chị ơi. Rồi mời cô bác nhận đi ạ. Rồi thôi em ơi, nhận cầm nhanh, cầm nhanh. Đâu phải nhanh tay lên em ơi, nhiều người quá đang ở sau đợi mình. Cảm ơn nhiều. Rồi đủ rồi đấy chú, 4 món rồi. Cảm ơn. Dạ. Đủ rồi chú ơi. Đủ rồi, 4 món rồi chú. Dạ dạ. À trời đông. Rồi chú nhận đi, cảm ơn chú. Còn cô bác ra xếp hàng đi ạ. Dạ, rồi cô bác xếp hàng đi. Rồi cảm ơn các chú. Đây bà con bây giờ đi từ trong bệnh viện đi ra này các bạn này. Rồi cô nhận đi cô. Rồi chú nhận đi chú. Dạ. Rồi chú nhận đi chú. Rồi rồi có cơm chưa? Đúng rồi, ok, đủ rồi. Rồi 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 chú nhận đi chú. Đi vòng đằng sau cô. Trời ơi đi sao mà không chịu xếp hàng gì đây. Rồi cảm ơn bà. Mưa quá rồi đủ rồi chú. Rồi nhận đi chị. Rồi cô bác vào kêu ai chưa có ra nhận tiếp nhá. Cô bác vào kêu ai chưa có ra nhận. Rồi bà nhận đi bà. Dạ dạ dạ. Dạ rồi cảm ơn bà. Dạ rồi cảm ơn cô. Dạ nhận đi anh. Này mưa quá là không có phát phiếu. Dạ rồi nhận đi chú. Oh, rớt rồi. Đây, cô bác từ trong bên nhà thương Chợ Rẫy đi ra này.
Rồi, tay chú bị sao đấy? Bị 572 thôi. 572? À, mua hai đồ lửa đó. À, chú là thương phế binh hay sao? Không. À, chiến tranh Quảng Bình á. À, ở Quảng Bình mùa hè đổ lửa là mất cánh tay. À. Rồi bây giờ đi nuôi ai đây chú? Nuôi đứa con trai bị tai nạn xe nhà thầy tờ. Dạ dạ. Lắm. Vâng. Ừ. Nếu còn ở đây cứ ra nhận cơm giùm con nhá. Rồi chào các cô chú. Dạ dạ. Rồi, các cô chú mà còn ở đây thì ra nhận cơm nhá. Rồi cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Dạ dạ dạ. Mặc dù trời mưa nhưng mà bà con cũng chờ đến cái giờ phát cơm để bà con ra. Dạ dạ. Rồi. Rồi cảm ơn chị. Rồi các cô bác xếp hàng đi vô ạ. Các cô bác xếp hàng vô. À, mặc dù trời mưa nhưng mà cô bác ra rất là nhiều. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn chú. Rồi ông chú này nhận tới đi. Cô có ăn không? Cô có ăn cho cô một phần luôn. Rồi cho cô một phần luôn. Ông chú này có người đẩy xe ra dùm này, tặng luôn cô một phần. Rồi 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 cảm ơn cô. Dạ rồi, cô nhận đi cô. Rồi, nhận đi chị. Rồi, nhận đi anh. Rồi, nhận đi em ơi. Cô bác ra sau xếp hàng, ra sau xếp hàng. Rồi, cô bác đi nuôi bệnh, ra đằng sau xếp hàng nhận cơm nhá. Đây đang là cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy, khu D này các bạn. Rồi, 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 bà bước tới đi. Rồi. Rồi, cảm ơn thanh niên. Sau mang cái bao xốp đi đựng em ơi. Hơn 300 phần. Rồi. Đó chưa? Rồi chị bỏ rồi. Đây, đây nước suối này. Rồi. Rồi chị bỏ cơm em bỏ nước cho. Có nước rồi đúng không? Rồi. Rồi được rồi. Bà bước tới đi bà. Rồi. Rồi bước tới đi em. Sau mang cái bao xốp thêm nhá. Mai mang thêm cái bao xốp nữa đi ạ. Em ơi bước tới đi cho người khác nhận tiếp. Rồi em ơi đi đi ra ngoài cho người khác nhận. Đủ rồi cô, đủ rồi. Mỗi người một phần em ơi, đông người quá em ơi. Còn nhiều người ra lắm. Cảm ơn nhà tài trợ. Rồi, cảm ơn chú. Mỗi người một phần đi chị gái. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn cô. Nhận đi cô. Đây các bạn ơi, rồi cảm ơn. Họ đều là những người mà từ tỉnh lên. Đủ rồi đó bà. Cơm, mì, sữa, nước suối.
Rồi bà ơi vào đi. Đây họ sẽ đi vô trong bệnh viện này các bạn này. Chị gái ở đâu? Chị đi bán hàng à? À rồi rồi. Sau mang theo cái áo vàng đi để nhận 4 phần thức ăn nhá. Chưa nhập viện gì? Rồi chưa nhập viện thì đâu biết đâu. Rồi ok. À, có những người thì mới rồi bước tới em ơi. Bước tới đi. Sau mang theo cái bao xốp nữa đựng em nhá. Hôm nay mới biết. Rồi cảm ơn chú. Rồi mưa mà cũng quá trời đông luôn. Mỗi người một phần thôi. Dạ rồi. Rồi em qua với anh Khôi. Mỗi người một phần. Rồi phát một hồi rồi mà đông quá. Dạ. Hết mưa mới dám ra. Dạ. Rồi cô bác cứ xếp hàng nối đuôi vô nhận cơm. Rồi xếp hàng vô em. Rồi các anh chị ơi, cô bác ơi xếp hàng nối đuôi vô. Rồi lẹ lên ông mưa, lẹ lên. Rồi lẹ lên cô bác ơi. Trời mưa rồi. Mưa lớn quá. Đi sát bên tay phải mình đi, đi sát bên tay phải mình nhận cơm bên tay phải mình á. Rồi ai có túi xốp mình dở ra sẵn người ta bỏ vô cho con nha. Mình dở sẵn cái bèo bọc ra để đựng cho lẹ. Không có thì cầm tay. Rồi cô bác mình nhớ giờ lên cái điện thoại quay đó. Mình cảm ơn nhà tài trợ. À rồi. Bà con đi vào bệnh viện là cẩn thận tư trang hành lý nhá. Ở đây mất cắp nhiều lắm. Bị rạch túi rồi á. Rạch mất nhiều rồi chị. Rồi mất 10 triệu á. Trời ơi thương quá. Bà mắc cái trong bệnh viện là phải không? Báo công an đi. À, bữa mất điện thoại giờ mất thêm 10 triệu nữa. Rồi cô bác nhận cơm đứng xếp hàng đi. Cô bác nhận cơm đứng xếp hàng. Không cần vé. Xếp hàng vô là có cơm. Nay trời mưa. Rồi nhận đi người đẹp. Dạ dạ rồi nhận đi cô. Đây là cách cái điểm phát cơm này, cách cổng số 6 của bệnh viện Chợ Rẫy chừng khoảng 30 mét các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy họ đang chạy rất là nhanh ra từng đoàn người ra để nhận cơm. Những cái phần cơm này rất là đỡ cho bà con nha các bạn. Đấy, bà con cầm những các cái miếng bìa ra để nhận. Miếng bìa là đội trên đầu cho nó đỡ ướt. Giờ thì cũng ngớt mưa rồi. Đó, đây có cả sư cô cũng đi nuôi bệnh này. Sư cô đi nuôi bệnh cũng lại nhận cơm. Đó, dòng người ra đi vào. Rồi nhận đi em. Rồi.
Em ơi, xếp hàng đứng sau cùng. Rồi, cảm ơn cô. Đây, sư cô đi nhận cơm này các bạn này. Đó. Bà con từ trong cổng bệnh viện, cổng số 6. Các bạn thấy là những người cầm cái hộp cơm và chai nước đó. Đấy là họ xong rồi họ sẽ đi vào trong bệnh viện. Họ đi nuôi bệnh. Đây mấy người mặc áo vàng đang chạy lẹ ra này để nhận này. Đây. Và sẽ theo chân anh chàng áo vàng này nhá. Nhanh chân cô bác ơi, cơm từ thiện nào. Hai phần nữa ạ. Rồi, còn đúng hai phần cuối cùng nào, nhanh chân, nhanh chân. Từng người một thôi dùng con. Rồi rồi. Nhớ giờ lên điện thoại quay mình cảm ơn nhà tài trợ bằng cơm cho mình nha cô bé. Không có, không có. Dặn người ta, dặn người ta. Đang đợi chúng ngay cái hồn này chết rồi nha. Cô bác mình nhớ giờ lên điện thoại quay mình cảm ơn nhà tài trợ bằng cơm cho mình cô bác ơi. Cô bác mình nhớ giờ lên điện thoại quay mình cảm ơn nhà tài trợ bằng cơm cho mình nha cô bác. Thanh niên này ở đâu ấy? Thanh niên kia ở đâu ấy? Rồi xếp hàng rồi, xếp hàng rồi cô bác ơi. Rồi nhận đi em. Cảm ơn. Cảm ơn.
Vừa quá. Rồi bây giờ còn mì và sữa thôi. Rồi các cô bác nhận. Ba trăm năm mươi mấy phần mà giờ không còn đủ. Nay thì không phát phiếu do trời mưa. Cô ra sớm hơn 2:30 cô ra, giờ ra trễ quá. Mỗi người một phần cô. Dạ dạ. Rồi rồi rồi. Hết cơm rồi. Rồi thưa cô bác anh chị, bây giờ Tuấn Dương sẽ dừng cái video này tại đây. Cũng vừa phát đủ những cái phần thức ăn cho bà con cô bác rồi. Trời Sài Gòn thì bây giờ vẫn tiếp tục mưa. Hẹn gặp cô bác anh chị trong những video tiếp theo của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Rồi Tuấn Dương xin cảm ơn cô Hồng đã gửi 7 triệu để hồi hướng công đức cho gia đình cô Hương. Cô Vân gửi số tiền 3 triệu. Anh Jimmy Nguyễn và chị Kim ở Mỹ gửi số tiền 7 triệu, trong đó 5 triệu là gửi để nấu cơm và 2 triệu để phát bánh tráng trộn. Cái số tiền 7 triệu này thì do người nhà Củ Chi mang tận nơi cho Tuấn Dương. Cảm ơn cô Tư cùng các cô bác anh chị đã đồng hành cùng Tuấn Dương trong cái buổi phát cơm này. Mặc dù ngày hôm nay trời rất mưa mà thời tiết xấu, không có ủng hộ nhưng mà mình cũng phát cũng rất là lẹ. Rồi cảm ơn cô nhé. Thì mong rằng các cô bác khi mà chúng ta đi nhận cơm thì chúng ta nên giữ khoảng cách và bảo vệ cái tư trang tài sản của mình. Thưa cô bác anh chị, đây là chúng ta sẽ trò chuyện với anh Khôi là người thường xuyên phát phiếu. Dạ thưa anh, thì cái vụ mà hôm qua mất cái dây chuyền là như nào, anh có thể mô tả lại xin lỗi, mất cái lắc tay, lắc bằng vàng đúng không anh? Nhưng mà tại vì người ta vô là người ta chuẩn bị vô là nó vô nó ù nó chen. Dạ. Người ta đi là nó vô hàng hết trơn, hai hàng rồi. Nhưng mà bà Văn ngang vô cái hàng đó. Tức là cái cô mà bị mất cái lắc là mất tấm lắc đó. Là bà cô ấy chen ngang. Dạ. Bà Văn ngang vô là cái hàng những người không có áo vàng, không có thẻ chữa bệnh. Dạ. Là bà Văn ngang vô là những người không có áo. Dạ. Rồi lúc đó bà vừa băng vô là bị giật đó. À. Và cái người đối tượng giật là thuộc cái đối tượng như nào thưa anh? Nghe nói là bán vé số. Dạ. Là tại vì nghe cũng là thầy tu ổng nói lại. À. Nhưng mà hồi nãy có nói ổng là tự sao thầy ổng la lên giùm để cho người ta chụp người đó. Dạ. Mà thầy nói là không biết được cái gì. Dạ. Thấy bà đó là cứ không đi tìm không. À. Rồi giật xong rồi là người giật á là đi vô bệnh viện liền. À. Vậy là một phụ nữ bán vé số mập. Dạ. Vậy thì anh có cái lời khuyên nào cho bà con khi mà đi nhận cơm làm nào để mà không có mất tư trang tài sản không? Thì bây giờ chỉ có lời khuyên là bây giờ cô bác mình đi nhận cơm thì mình cứ theo người ta hướng dẫn, mình giữ người giữ trật tự đó, cứ nghe người ta hướng dẫn. Người ta cho bây giờ là cô có dự định đó là cho áo vàng và có thẻ chữa bệnh đi vào trước. Dạ. Những người không thẻ, không áo vàng chữa bệnh là đi vào sau. Dạ. Đó là để cho mình giữ cái trật tự như vậy cho nó dễ. Dạ. Chứ còn mà ù vô một lần một như vậy là mình khó giữ trật tự lắm. Dạ. Tụi mình không có quản lý được hết. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Rồi, chú Tư có bổ sung gì không chú Tư? Thì có như thế này thì coi như lời của Khôi nó nói là thiện nguyện viên đã nói
thì coi như là sau này sẽ rút kinh nghiệm là coi như sẽ cho thứ tự từng người đi vô áo dạ. vàng là thẻ đi vào trước dạ. rồi những người nào mà không có thẻ không có áo vàng thì sẽ đi vào sau vâng. dạ mà coi như là coi vô chen lớn với nhau rồi coi như là sẽ ra đây là đầu tiên dạ. Thì thưa chú như này con thấy này này, một số những người bán vé số, con không nói xấu tất cả, nhưng mà có nhiều người ấy là họ cũng rất là hung dữ. Và thậm chí là họ để ý này nọ, ví dụ con ngồi quán chú là họ chìa mặt con bảo không mua, nhưng mà họ cứ làm phiền. Rồi sau đó họ còn lôi co, thậm chí họ còn chửi mình cơ. Thế là những người đấy cũng rất là dữ dằn, nên là hy vọng chắc là những cái lần tới những cái người như xe ôm vé số là mình không có cho vô, không cho có phát cơm cho những người đó. Vậy nếu mà mấy người nào mà thấy mà dữ dằn quá ấy là coi như là mình tránh. Vâng, mà mình để ý. Dạ vâng. Để ý sẽ không cho vào. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn chú Tư nhá. Rồi hy vọng là sau này mọi việc sẽ êm xuôi. Còn thông báo với chú là vụ án mất trái mít ở chợ Bến Thành đã tìm ra hung thủ. Nói chung cũng do bà con tố giác thôi. Dạ dạ. Thấy rồi. Dạ. Vâng. Đã nói rồi coi như thì đã một người để dạ nhưng mà rút kinh nghiệm thôi dạ vâng không cũng có người bình luận họ nói là tại sao mà đã đeo vàng rồi còn đi nhận cơm mất là phải, nhưng mà thôi thực ra thì đôi khi đeo vàng biết đâu vàng mai người ta bán sao đúng không để vậy, tại cái này ta đã bán cả coi như bao nhiêu đất thì nhà cửa còn bán nữa mà nhà cửa vâng. đất ruộng vừa thì ra bán đi dạ. Rồi, thôi con chào chú nha. Rồi, chào anh Khôn nữa nha. Dạ, dạ.